Chào mừng tất cả các em đã đến với chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng thực hiện. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Mai Hương, giáo viên bộ môn ngữ văn của trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Hải Phòng. Như các em đã biết, mỗi một nhà văn có một vùng trời riêng trong sáng tang. Nếu Tây Bắc để lại nhiều thương nhớ cho nhà văn Tô Hoài, thì Nguyễn Trung Thành lại say mê Tây Nguyên đến nồng nàn mê đắm. Để rồi chính tình yêu tha thiết đó đã giúp cho nhà văn trở thành cây bút văn xuôi thành công nhất khi viết về miền rừng núi xa xôi này. Đến với những tác phẩm của Nguyễn Trung Thành, chúng ta không thể quên tác phẩm Rừng Xà Nu, một truyện ngắn được sáng tác vào năm 1965 khi đế quốc Mỹ ào ạt đổ quân vào miền Nam Việt Nam, bắt đầu tiến hành chiến tranh cục bộ. Trong giờ học trước, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu đôi nét khái quát về tác giả Nguyễn Trung Thành và tác phẩm Rừng Xà Nu, tìm hiểu ý nghĩa nhan đề và hình tượng cây xà nu, một hình tượng nghệ thuật nổi bật xuyên suốt toàn bộ tác phẩm, vừa đặc trưng cho thiên nhiên núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, lại vừa là một biểu tượng đẹp cho số phận, vẻ đẹp và sức sống của người dân Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Hôm nay, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tự học tác phẩm này. Bài học của chúng ta hôm nay có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 2, số 3 của sách giáo khoa ngữ văn trang 48-49. Nội dung số 2, cô sẽ hướng dẫn các em củng cố các kiến thức về tác phẩm và rèn kỹ năng nghị luận văn học qua một đề văn cụ thể. Nội dung số 3 là cô giao bài tập về nhà. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ đi vào phần 1 của bài học, hướng dẫn trả lời các câu hỏi của sách giáo khoa. Cô mời các em mở sách giáo khoa ngữ văn 12 tập 2, trang 48-49. Chúng ta hãy quan sát vào câu hỏi số 2. Cô xin phép được đọc câu hỏi số 2. Tác giả vẫn coi Rừng Xà Nu là chuyện của một đời và được kể trong một đêm. Hãy cho biết. A. Người anh hùng mà cụ Mết kể trong cái đêm dài ấy có những phẩm chất đáng quý nào? So với nhân vật A Phủ trong Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, hình tượng Tờ Nú có gì mới mẻ hơn? B. Vì sao trong câu chuyện bi tráng về cuộc đời Tờ Nú, cụ Mết nhắc đi nhắc lại rằng Tờ Nú đã không cứu sống được vợ con, để rồi khắc ghi vào tâm trí của người nghe câu nói: chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo. C. Câu chuyện của Tờ Nú cũng như của dân làng Sô Man nói lên chân lý lớn nào của dân tộc ta trong thời đại bấy giờ? Vì sao cụ Mết muốn chân lý đó phải được nhớ, được ghi để truyền cho con cháu? D. Các hình tượng cụ Mết, Mai, Dít, Bé Heng có vai trò gì trong việc khắc họa nhân vật chính và làm nổi bật tư tưởng cơ bản của tác phẩm? Các em hãy quan sát vào phần A của câu hỏi. Người anh hùng mà cụ Mết kể trong cái đêm dài ấy có những phẩm chất đáng quý nào? So với nhân vật A Phủ trong Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, hình tượng Tờ Nú có gì mới mẻ hơn? Câu hỏi này có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là các em cần phải làm rõ những phẩm chất đáng quý của người anh hùng Tờ Nú trong câu chuyện của cụ Mết. Yêu cầu thứ hai là các em phải so sánh với nhân vật A Phủ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài để thấy được những điểm mới mẻ trong hình tượng nhân vật Tờ Nú. Cô sẽ giúp các em tìm hiểu 2 yêu cầu này của câu hỏi. Trước khi chúng ta giải quyết yêu cầu số 1, làm rõ những phẩm chất của người anh hùng Tờ Nú, cô xin lưu ý các em 2 lưu ý sau. Lưu ý thứ nhất là trong hướng dẫn điều chỉnh nội dung bài học môn ngữ văn cấp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì tìm hiểu phẩm chất của Tờ Nú chúng ta không tìm hiểu trong toàn bộ tác phẩm, mà chúng ta chỉ tập trung vào đoạn chính, bắt đầu từ người cán bộ trong rừng lúc bấy giờ là anh Quyên, ở trang 42 cho tới phần kết thúc của tác phẩm. Lưu ý số 2, khi chúng ta tìm hiểu về phẩm chất của người anh hùng Tờ Nú, các em phải đọc đoạn trích, sau đó tìm các chi tiết tiêu biểu, khắc họa phẩm chất của người anh hùng Tờ Nú.
các em sắp xếp các chi tiết tiêu biểu vừa tìm được theo một trình tự hợp lý, từ đó phân tích và khái quát thành những phẩm chất đáng quý của nhân vật. Trong đại trích này, thì cô xin gợi ý các em một số những phẩm chất sau của người anh hùng Tần Ú. Phẩm chất thứ nhất, Tần Ú là một người anh hùng gan góc, dũng cảm và mưu trí. Và sự gan góc, dũng cảm, mưu trí này được bộc lộ ngay từ khi Tần Ú còn nhỏ. Ở trong tác phẩm Rừng Xà Nu, nhà văn Nguyễn Trung Thành luôn đặt nhân vật Tần Ú trong những tình huống dữ dội, căng thẳng, quyết liệt, để từ đó bật lên những phẩm chất đáng quý của nhân vật. Đoạn trích đã được mở ra trong hoàn cảnh đau thương của dân làng Soman. Mỹ Diệm khủng bố gắt gao. Chúng tìm kiếm, bắt bớ những người cán bộ cách mạng và giết hại những người dân làng Soman muốn nuôi dấu cán bộ cách mạng. Người già đi nuôi dấu cán bộ cách mạng thì chúng giết người già. Chúng chặt đầu, cột tóc bà Nhan, treo đầu súng. Thanh niên đi nuôi dấu cán bộ cách mạng, chúng lại giết thanh niên. Chúng treo cổ anh Sút lên cây vả đầu làng. Trước sự khủng bố đó của bọn Mỹ Diệm, Tần Ú vẫn không hề run sợ. Anh vẫn vào rừng tiếp tế bảo vệ cho cán bộ. Để cán bộ ngủ một mình ở trong rừng, bụng dạ không yên được. Một chi tiết nữa mà các em cũng cần lưu ý khi tìm hiểu về sự gan góc của người anh hùng Tần Ú. Tần Ú học chữ thua mai, đã đập bể cả cái bảng nứa, cầm hòn đá tự đập vào đầu, máu chảy ròng ròng. Tần Ú cầm hòn đá tự đập vào đầu là để tự trừng phạt mình vì đã không ghi nhớ được những chữ mà anh Quyết đã dạy. Đây là một chi tiết nghệ thuật đặc sắc, bộc lộ được cái sự gan góc mạnh mẽ, đầy cá tính của nhân vật Tần Ú. Chi tiết này đã làm cho nhân vật Tần Ú vừa hiện lên sống động, chân thực, lại vừa rất cá tính và độc đáo. Khi đi liên lạc cho anh Quyên, thì Tần Ú đã không đi đường mòn, mà đi đường rừng. Tần Ú xé rừng mà đi, lựa chỗ thác mạnh mà bơi ngang, vượt lên trên mặt nước, cưỡi lên thác băng băng như một con cá kình. Kèm hãy lưu ý vào các từ ngữ sau cho cô. Xé rừng, bơi ngang, vượt lên, cưỡi lên. Các đợt hàng loạt các động từ mạnh đã được tác giả Nguyễn Trung Thành sử dụng, kết hợp với lối so sánh ấn tượng, tạo hình. Cưỡi lên thác băng băng như một con cá kình đã giúp chúng ta thấy được một cách rõ nét sự gan góc, dũng cảm mà cũng rất mưu trí, thông minh của người anh hùng nhỏ tuổi Tần Ú. Tần Ú đã đặt bí mật của thông tin liên lạc lên trên tính mạng của mình, bất chấp sự nguy hiểm cho bản thân để giữ an toàn cho tổ chức cách mạng. Cái đức tính gan góc, kiên cường, bất khuất của người anh hùng Tần Ú đã được tác giả Nguyễn Trung Thành thể hiện tập trung ở trong một cảnh tượng đầy bi tráng. Đó chính là cảnh tượng Tần Ú bị giặc tra tấn đốt cháy 10 đầu ngón tay. Khi Tần Ú bị giặc bắt, thì chúng đã cuốn xẻ tẩm dầu xà nu, đốt cháy 10 đầu ngón tay của Tần Ú. Chúng ta hãy đọc một đoạn văn mà tác giả Nguyễn Trung Thành đã dùng để miêu tả cái cảnh tượng này. Một ngón tay Tần Ú bốc cháy, hai ngón, ba ngón, 10 ngón tay đã thành 10 ngọn đuốc. Trời ơi, cha mẹ ơi, anh không cảm thấy lửa 10 đầu ngón tay nữa. Anh nghe lửa cháy trong lồng ngực, cháy ở bụng. Máu anh mặn chát ở đầu lưỡi, răng anh đã cắn nát môi anh rồi. Tần Ú không thèm kêu van. Nhưng trời ơi, cháy cả ruột đây rồi. Anh Quyết ơi, cháy, không, Tần Ú sẽ không kêu không. Bằng lối miêu tả chậm, kỹ, với các câu văn ngắn, nhịp điệu, dứt khoát, tác giả đã cụ thể hóa cái nỗi đau của Tần Ú trên từng ngón tay. Một ngón bốc cháy, hai ngón, rồi ba ngón, và 10 ngón tay đã thành 10 ngọn đuốc. Bằng hình thức lời nửa trực tiếp với các câu cảm thán liên tục. Trời ơi, cha mẹ ơi,
Trời ơi, cháy, cháy cả ruột đây rồi. Cháy, anh Quyết ơi, không. Sự lặp lại của các từ ngữ. Trời ơi, cháy, không. Tác giả đã khắc họa một cách chân thực và sống động sự giằng xé dữ dội, đầy đau đớn ở trong nội tâm của Tần Ú. Để từ đó, người đọc như cảm thấy, như nghe thấy sự đau đớn tột cùng đến rứt da rứt ruột của nhân vật Tần Ú khi bị kẻ thù tra tấn. Anh không cảm thấy lửa 10 đầu ngón tay nữa. Anh nghe lửa cháy trong lồng ngực, cháy ở bụng. Máu anh mặn chát ở đầu lưỡi, răng anh đã cắn nát môi anh rồi. Đồng thời, cũng giúp cho chúng ta thấy được ký chí quật khởi, ngạo nghễ của người anh hùng Tần Ú khi đối mặt với kẻ thù xâm lược. Tần Ú không thèm kêu van. Anh Quyết ơi, Tần Ú sẽ không kêu, không. Rõ ràng, ở trong đoạn trích mà cô trò chúng ta vừa phân tích, nhà văn Nguyễn Trung Thành không né tránh nói về những đau thương, nói về những bi kịch của con người. Nhưng trong cái bi, tác giả vẫn tô đậm được cái hùng. Trong sự đau thương tột cùng, Tần Ú vẫn hiện lên làm người anh hùng, kiên cường, bất khuất, quật khởi. Một tư thế, một tầm vóc ngạo nghễ, hiên ngang, lớn lao trước sự tàn bạo của quân thù. Tần Ú không chỉ là một người anh hùng gan góc, dũng cảm, thông minh mưu trí, mà anh còn tuyệt đối trung thành với cách mạng. Tần Ú gần gũi và sống cùng anh Quyết ngay từ khi còn nhỏ. Và vì vậy, tấm lòng tuyệt đối trung thành với cách mạng đã đến với Tần Ú một cách rất là tự nhiên, như một lẽ tất yếu. Trước sự khủng bố gắt gao của bọn Mỹ Diệm, Tần Ú vẫn không hề run sợ, mà ngược lại, anh vẫn hăng hái bảo vệ cán bộ theo lời dạy của cụ Mên. Cán bộ là đảng, đảng còn, núi nước này còn. Đặc biệt, trong cảnh bị tra tấn, rất đau đớn về thể xác, nhưng Tần Ú vẫn luôn nhớ và làm theo lời dạy của anh Quyên. Người Cộng sản không thèm kêu van, không thèm kêu van. Các em thân mến, bên cạnh những cái phẩm chất anh hùng của người anh hùng Tần Ú, thì nhà văn Nguyễn Trung Thành cũng chú ý khắc họa nhân vật Tần Ú là một người anh hùng đời thường, là một con người rất giàu tình cảm yêu thương. Nhờ cách khắc họa này, cho nhân vật Tần Ú không phải chỉ là một người anh hùng theo kiểu mẫu mà chúng ta vẫn thường thấy ở trong tác phẩm sử thi, mà nhân vật Tần Ú còn hiện lên rất đời thường, rất tình cảm, rất ấm áp và yêu thương. Trước hết, nhân vật Tần Ú là một người con giàu tình yêu thương đối với buôn làng. Trong toàn bộ đoạn trích có rất nhiều các chi tiết mà tác giả Nguyễn Trung Thành đã thể hiện cái tình yêu thương tha thiết của Tần Ú với buôn làng. Trong phạm vi của giờ hôm nay, cô xin gợi ý các em một số các chi tiết tiêu biểu sau. Tần Ú yêu thương buôn làng, tham gia hoạt động cách mạng để giải phóng và bảo vệ buôn làng ngay từ khi còn rất nhỏ. Anh đã cố gắng vượt lên những khó khăn ở trong nhận thức và sự ghi nhớ để học chữ với mong muốn lớn lên là một người cán bộ giỏi, thay anh Quyết lãnh đạo phong trào cách mạng của quê hương. Đến khi bị giặc bắt, trong nỗi đau đớn tột cùng vì vợ con bị kẻ thù sát hại, nhưng Tần Ú không hề nghĩ đến sự an nguy của gia đình mình, của chính mình, mà lo lắng cho phong trào cách mạng của quê hương. Đến khi có lệnh đảng cho đánh, ai sẽ làm cán bộ lãnh đạo dân làng Soman đánh giặc? Đến phần cuối của tác phẩm, sau cuộc nổi dậy của dân làng Soman, thì Tần Ú vẫn tiếp tục ra đi chiến đấu để bảo vệ sự sống của quê hương mình. Anh đã vượt lên những bi kịch của bản thân, những bi kịch của gia đình để tiếp tục cầm súng bảo vệ đất nước. Tần Ú không phải chỉ là người con yêu thương tha thiết đối buôn làng Soman,
mà Tần Ú còn rất mực yêu thương vợ con. Tình yêu thương của một người chồng, một người cha đã được tác giả Nguyễn Trung Thành khắc họa đậm nét, chân thực, sống động trong cảnh tượng Tần Ú chứng kiến vợ con mình bị giặc tra tấn bằng trận mưa cây sắt mỗi lúc một dồn dập cho đến chết. Nhìn vào cái đoạn văn này thì các em sẽ thấy nhân vật Tần Ú lúc đó đang nấp ở sau gốc cây vả. Anh không thể chạy ra khỏi chỗ nấp để bảo vệ và chở che cho vợ con trong hoàn cảnh mà vợ con anh đang cần anh nhất. Lý do là bởi vì Tần Ú phải bảo vệ sự an toàn cho lực lượng cách mạng, chuẩn bị cho cuộc nổi dậy của người dân Tây Nguyên. Tác giả Nguyễn Trung Thành đã tập trung khắc họa nội tâm sâu sắc của người anh hùng Tần Ú trong hoàn cảnh bi kịch này thông qua ngoại hình và một chuỗi những hành động. Bứt đứt hàng chục trái vả mà không hay, chồm dậy, hai con mắt của anh bây giờ là hai cục lửa lớn. Ở Tần Ú bây giờ, một người chồng, một người cha đau xót khi nhìn thấy vợ và con mình bị kẻ thù tra tấn. Một lòng căm giận đối với sự tàn bạo của kẻ thù xâm lược. Lý trí đã không cho phép Tần Ú chạy ra khỏi chỗ nấp, nhưng tiếng gọi của trái tim, của tình yêu đã không để cho Tần Ú đành lòng chứng kiến tiếp cảnh tượng vợ con mình bị tra tấn cho đến chết. Chính vì thế, anh đã hành động theo tiếng gọi của trái tim mình. Tần Ú hét lên một tiếng dữ dội, đơn độc, tay không, nhảy sổ vào giữa bọn lính, đông và đầy đủ vũ khí. Và hai cánh tay rộng lớn như hai cánh lim chắc của anh đã ôm chặt lấy mẹ con Mai. Các em thân mến, cuối cùng, Tần Ú cũng đã không cứu sống được mẹ con Mai như khái quát của cụ Mết. Nhưng Tần Ú đã đem tới cho mẹ con Mai giây phút cuối cùng, một niềm an ủi cuối cùng và lớn nhất trước khi chết. Đó là cảm giác được chở che, được bao bọc, được yêu thương trong vòng tay mạnh mẽ, ấm áp của một người chồng, của người cha. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu những phẩm chất cơ bản của người anh hùng Tần Ú. Các em cần ghi nhớ cho cô 3 nét phẩm chất lớn sau. Thứ nhất là gan góc dũng cảm mưu trí. Thứ hai, tuyệt đối trung thành với cách mạng. Thứ ba, giàu tình cảm yêu thương. Những tính cách này đã làm nên vẻ đẹp lý tưởng của người anh hùng Tây Nguyên trong thời đại chống Mỹ. Chúng ta đến với yêu cầu số 2 của câu hỏi. So sánh với nhân vật A Phủ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài để thấy được điểm mới trong hình tượng nhân vật Tần Ú. Đối với yêu cầu này, cô xin gợi ý các em một số những điểm mới sau. Tần Ú không phải trải qua giai đoạn nhận đường, tìm đường như nhân vật A Phủ. Đọc tác phẩm Vợ chồng A Phủ thì các em đã thấy A Phủ đến với cách mạng, được ánh sáng của Đảng soi đường khi câu chuyện về cuộc đời anh đã đi tới phần kết. Nhưng Tần Ú ở trong tác phẩm Rừng Xà Nu lại khác. Tần Ú sớm gắn bó với anh Quyết, sớm được giác ngộ lý tưởng ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Chính vì vậy, cho nên Tần Ú đã có những điều kiện mà A Phủ không có, hoặc chỉ có sau khi trải qua nhiều khó khăn, gian khổ của cuộc đời. Có thể nói, câu chuyện của Tần Ú được mở ra từ chỗ câu chuyện của A Phủ được khép lại. Phẩm chất của Tần Ú cũng có những điểm mới so với A Phủ. Đó chính là ý thức cách mạng mạnh mẽ và sáng tỏ. Các em thấy rằng, ở trong tác phẩm Rừng Xà Nu, thì Tần Ú có ý thức cách mạng ngay từ khi còn rất bé. Tần Ú luôn luôn tâm niệm câu nói của cụ Mết: Đảng còn, núi nước này còn. Nuôi dấu cán bộ cách mạng ở trong rừng, Tần Ú luôn luôn lo lắng cho những người cán bộ. Để cán bộ ngủ một mình ở ngoài rừng
bụng dạ không yên được. Phẩm chất đó của Tần Ú đã được kiểm nghiệm qua thực tế tham gia cách mạng. Ở trong tác phẩm Rừng Xà Nu thì các em thấy là ngay từ bé Tần Ú đã nuôi dấu cán bộ cách mạng, đã tham gia làm liên lạc cho anh Quyên và kinh qua rất nhiều những bi kịch, những đau đớn, những đòn roi của kẻ thù xâm lược. Chúng ta đến với phần B của câu hỏi 2. Vì sao trong câu chuyện bi tráng về cuộc đời Tần Ú, cụ Mết nhắc đi nhắc lại rằng Tần Ú đã không cứu sống được vợ con, để rồi khắc ghi vào tâm trí của người nghe câu nói: chúng nó đã cầm súng, mình phải cập giáo. Đối với câu hỏi này, cô xin gợi ý các em câu trả lời như sau. Cụ Mết nhắc đi nhắc lại rằng Tần Ú đã không cứu sống được vợ con là bởi vì cụ Mết mong muốn Tần Ú không bao giờ quên được cái nỗi đau của đời mình, nỗi đau của gia đình mình. Không bao giờ được quên mình đã không cứu sống được vợ con bởi vì mình chỉ có đôi bàn tay không. Để từ đó, Tần Ú phải chủ động đấu tranh tích cực và có hiệu quả. Phải khắc ghi trong tâm trí mình chân lý của thời đại cách mạng: chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo. Chỉ khi khắc ghi được chân lý đó, Tần Ú nói riêng và dân làng Soma nói chung mới có thể giải phóng và bảo vệ được quê hương mình. Chúng ta chuyển sang phần C của câu hỏi 2. Câu chuyện của Tần Ú cũng như của dân làng Soma nói lên chân lý lớn nào của dân tộc ta trong thời đại bấy giờ? Vì sao cụ Mết muốn chân lý đó phải được nhớ, được ghi để truyền cho con cháu? Qua việc phân tích thì chúng ta đã rõ chân lý đã được cụ Mết khái quát lại qua câu chuyện của Tần Ú và của dân làng Soman. Đó chính là chân lý phải dùng bạo lực cách mạng để tiêu diệt bạo lực phản cách mạng. Chân lý đó phải được nhớ, được ghi để chuyển lại cho con cháu là bởi vì đó là chân lý đã được rút ra, được kiểm nghiệm từ thực tế lịch sử đấu tranh đau thương và anh dũng của buôn làng Soman. Khi chưa cầm vũ khí, dân làng Soman phải chịu nhiều đau thương mất mát. Tần Ú không cứu sống được mẹ con Mai và cũng không cứu được mình. Dân làng Soman cũng không cứu được Tần Ú chỉ với đôi bàn tay không. Nhưng khi cầm vũ khí ở trong tay thì mọi việc đã thay đổi. Lửa sẽ tắt ở trên 10 đầu ngón tay của Tần Ú. Kẻ thù sẽ bị đền tội. Ngọn lửa Xà Nu đã soi rõ những tên lính ngổn ngang nằm ở trên mặt đất. Nhựa Xà Nu sẽ cháy lên hòa cùng tiếng chiêng để tạo nên một cảnh tượng hùng tráng trong đêm nổi dậy của dân làng Soman. Đặc biệt, khi cầm vũ khí đứng lên, đôi bàn tay cụt của Tần Ú sẽ được hồi sinh. Bằng chính đôi bàn tay cụt đó, Tần Ú đã tiếp tục cầm vũ khí chiến đấu và tiêu diệt kẻ thù, bảo vệ và giải phóng quê hương mình. Chúng ta đến với phần D của câu hỏi 2. Các hình tượng cụ Mết, Mai, Zip, bé Heng có vai trò gì trong việc khắc họa nhân vật chính và làm nổi bật tư tưởng cơ bản của tác phẩm? Vai trò thứ nhất của các hình tượng nhân vật này đó là làm nổi bật vẻ đẹp lý tưởng của nhân vật, giúp nhân vật hiện lên sinh động, toàn vẹn và chân thực. Trong tác phẩm Rừng Xà Nu, nhà văn Nguyễn Trung Thành đặt nhân vật Tần Ú, khắc họa nhân vật Tần Ú trong rất nhiều các mối quan hệ khác nhau, trong rất nhiều các tình huống khác nhau. Và nhờ vậy, nhân vật hiện lên sống động, chân thực và cụ thể. Vai trò thứ hai của các hình tượng này đó là đã thể hiện được tư tưởng của tác phẩm một cách nghệ thuật. Trong tác phẩm của mình, Nguyễn Trung Thành không minh họa cho tư tưởng một chiều, mà làm sáng tỏ cái tư tưởng này, cái chân lý này qua các hình tượng nghệ thuật sống động. Các em đã thấy cụ Mết là người đứng đầu làng Soman, là người đã trực tiếp chứng kiến cuộc đời bi tráng của người anh hùng Tần Ú, chứng kiến cuộc nổi dậy của dân làng Tây Nguyên.
từ đó bừng ngộ và là người phát ngôn cho tư tưởng chính của tác phẩm. Cuộc đời đầy bi kịch của mẹ con Mai là cơ sở, là nguyên nhân dẫn tới chân lý của thời đại. Sự tiếp nối quật cường của Diết, của bé Hang đã chứng minh tính đúng đắn của chân lý đó. Chúng ta đến với câu hỏi số 3 của bài học. Theo anh chị, hình ảnh cánh rừng Xà Nu và hình tượng nhân vật Tờ Nú gắn bó hữu cơ, khăng khít với nhau như thế nào? Trong tiết học trước, như cô đã giới thiệu với các em, hình tượng cây Xà Nu, rừng Xà Nu luôn được miêu tả trong sự ứng chiếu với con người Tây Nguyên, ứng chiếu với hình tượng nhân vật Tờ Nú là nhân vật trung tâm, là nhân vật kết tinh cho số phận và phẩm chất của con người Tây Nguyên. Cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nét ứng chiếu của hình tượng cây Xà Nu với nhân vật Tờ Nú. Rừng Xà Nu bị tàn phá, hủy diệt trong bom đạn là biểu tượng cho hình tượng nhân vật Tờ Nú chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh chống Mỹ. Cây Xà Nu ham ánh sáng mặt trời là biểu tượng cho niềm khao khát tự do, tin tưởng vào đảng, vào cách mạng của người anh hùng Tờ Nú. Rừng Xà Nu có sức sống bất diệt, có sự hồi sinh mạnh mẽ là biểu tượng cho sự gan góc, quật cường của người anh hùng này. Giữa hình tượng cây Xà Nu và nhân vật Tờ Nú có mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít với nhau. Rừng Xà Nu bao bọc, chở che cho Tờ Nú từ khi anh còn nhỏ cho đến khi anh trưởng thành. Và Tờ Nú đã cầm súng để bảo vệ màu xanh của rừng Xà Nu. Với mối quan hệ này, chúng ta càng thêm thấm thía cái chân lý đấu tranh cách mạng mà cụ Mết đã khái quát. Chỉ có cầm súng, đứng lên, bảo vệ buôn làng, chống lại kẻ thù xâm lược thì mới có thể giữ gìn được cái màu xanh của quê hương, cái sự sống của đất nước. Trước khi chúng ta đến với phần tiếp theo của bài học, chúng ta lưu ý cho cô một số những kiến thức ghi nhớ về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Các em hãy quan sát giúp cô vào phần ghi nhớ sách giáo khoa 12 tập 2 trang 49. Trước hết là những kiến thức ghi nhớ về nghệ thuật của tác phẩm Rừng Xà Nu. Rừng Xà Nu là một thiên truyện mang ý nghĩa và vẻ đẹp của một khúc sử thi trong văn xuôi hiện đại. Với lời văn trau chuốt, giàu hình ảnh, tác phẩm đã tái hiện được vẻ đẹp tráng lệ, hào hùng của núi rừng, của con người và của truyền thống văn hóa Tây Nguyên. Những ghi nhớ về nội dung của tác phẩm. Thông qua câu chuyện về những con người ở một bản làng hẻo lánh, bên những cánh rừng Xà Nu bạt ngàn, xanh bất tận, tác giả đã đặt ra một vấn đề có ý nghĩa lớn lao của dân tộc và thời đại. Để cho sự sống của đất nước và nhân dân mãi mãi trường tồn, không có cách nào khác hơn là phải cùng nhau đứng lên, cầm vũ khí, chống lại kẻ thù tàn ác. Chúng ta đến với phần 2 của bài học. Cô giáo sẽ hướng dẫn các em củng cố các kiến thức của tác phẩm và rèn luyện kỹ năng nghị luận văn học qua một đề văn cụ thể. Các em quan sát lên trên màn chiếu. Trong truyện ngắn Rừng Xà Nu, Nguyễn Trung Thành đã khắc họa Tờ Nú khi xông ra cứu vợ con. Một tiếng hét dữ dội, Tờ Nú đã nhảy sổ vào giữa bọn lính. Anh không biết đã làm gì, chỉ thấy thằng lính giặc to béo nằm ngửa ra giữa sân. Thằng Dục tháo chạy vào nhà ưng, tiếng lên đạn lách cách quanh anh. Rồi Mai ôm đứa con chui vào ngực anh, hai cánh tay rộng lớn như hai cánh lim chắc của anh, ôm chặt lấy mẹ con Mai. Và khi bị kẻ thù tra tấn, trời ơi, cha mẹ ơi, anh không cảm thấy lửa 10 đầu ngón tay nữa. Anh nghe lửa cháy trong lồng ngực,
cháy ở bụng. Máu anh mặn chát ở đầu lưỡi, răng anh đã cắn nát môi anh rồi. Anh không kêu lên. Anh quyết nói, người cộng sản không thèm kêu van. Tờ Nú không thèm, không thèm kêu van. Nhưng trời ơi, cháy, cháy cả ruột đây rồi. Anh quyết ơi, cháy, không, Tờ Nú sẽ không kêu, không. Hai đoạn văn trên được rút ra từ tác phẩm Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Sách giáo khoa ngữ văn 12, tập 2, trang 46-47. Cảm nhận của anh chị về nhân vật Tờ Nú qua hai đoạn văn trên. Các em quan sát vào đề bài. Đây là một đề mà cô thiết kế theo cấu trúc của đề minh họa đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Các em nhìn vào đề và chúng ta thấy rằng đề đưa ra cho chúng ta hai đoạn văn gắn với hai cái tình huống mà nhân vật Tờ Nú xuất hiện. Tình huống thứ nhất là khi Tờ Nú xông ra cứu vợ con, và tình huống thứ hai là khi Tờ Nú bị kẻ thù tra tấn. Yêu cầu của đề là chúng ta phải làm rõ được nhân vật Tờ Nú trong hai đoạn văn đó gắn với hai tình huống đó. Trước hết, chúng ta đi vào tìm hiểu đề. Chắc chắn các em đã nhận ra là kiểu đề của đề bài đó là so sánh văn học. Vấn đề nghị luận là cảm nhận về nhân vật Tờ Nú qua hai đoạn văn. Về thao tác lập luận, để làm rõ được vấn đề cần nghị luận thì các em cần phải sử dụng các thao tác sau: thao tác phân tích, thao tác chứng minh, thao tác so sánh và bình luận. Về phạm vi dẫn chứng thì chúng ta cần phải sử dụng dẫn chứng ở trong hai đoạn trích. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em lập dàn ý cái đề bài này. Ở phần mở bài thì các em cần phải giới thiệu được tác giả Nguyễn Trung Thành, giới thiệu được tác phẩm Rừng Xà Nu và vấn đề cần nghị luận. Đó là nhân vật Tờ Nú trong hai đoạn văn trên. Ở trong phần thân bài thì chúng ta cần phải thực hiện phần khái quát chung. Trong phần này thì các em cần phải giới thiệu được hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm, vị trí của hai đoạn trích. Cô gợi ý các em hệ thống ý của bài văn. Ở phần thứ nhất là các em cần phải cảm nhận được về nhân vật Tờ Nú ở trong đoạn văn thứ nhất. Trước khi chúng ta khái quát nội dung và nghệ thuật khắc họa nhân vật Tờ Nú ở trong đoạn văn thì các em cần phải lưu ý, chúng ta cần phải mô tả lại cái tình huống mà nhân vật Tờ Nú đã xuất hiện ở trong đoạn văn. Như phần đầu cô đã nói là đoạn văn số 1 thì nhân vật Tờ Nú sẽ xuất hiện ở trong cái hoàn cảnh là anh nhảy sổ ra để cứu vợ con mình. Chỉ khi đặt vào trong cái tình huống cụ thể đó thì các em mới có thể hiểu rõ được những phẩm chất tốt đẹp của người hùng Tờ Nú cũng như nghệ thuật khắc họa hình tượng nhân vật Tờ Nú ở trong đoạn văn. Về nội dung thì cô lưu ý các em một số những cái vẻ đẹp sau của người hùng Tờ Nú ở trong đoạn văn thứ nhất. Người hùng Tờ Nú ở trong đoạn văn này hiện lên là một người anh hùng, gan góc, dũng cảm, quật cường. Đồng thời cũng là một người chồng, một người cha, tha thiết, yêu thương vợ con. Về nghệ thuật thì tác giả Nguyễn Trung Thành đã thành công với nghệ thuật xây dựng nhân vật thông qua hành động. Các câu văn ngắn với tiết tấu nhanh, mạnh cùng với việc sử dụng các biện pháp từ từ. Sau khi các em cảm nhận về Tờ Nú ở trong đoạn văn thứ nhất thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào nhân vật Tờ Nú ở trong đoạn văn thứ hai. Tương tự như vậy, trước khi chúng ta khái quát những nét chính ở trong nghệ thuật và nội dung khắc họa hình tượng nhân vật
thì các em cũng phải đặt nhân vật trong tình huống cụ thể. Và đây là tình huống mà Tần Ú bị kẻ thù tra tấn, đốt cháy 10 đầu ngón tay. Về nội dung thì cô khái quát một số vẻ đẹp sau của nhân vật. Nhân vật Tần Ú hiện lên ở trong đoạn văn với một số phận bi kịch và bất hạnh, đầy đau đớn. Trái ngược với số phận bi kịch đó là những phẩm chất tốt đẹp của nhân vật. Gan góc, dũng cảm, tuyệt đối trung thành với cách mạng. Tác giả đã thành công trong nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật bằng cách dùng lời lừa trực tiếp, sử dụng nhiều câu cảm thán, biện pháp điệp tử. Sau khi các em cảm nhận về nhân vật Tần Ú ở trong hai đoạn văn, thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là so sánh những điểm tương đồng và khác biệt trong việc thể hiện nhân vật Tần Ú ở hai đoạn văn. Trước hết, các em cần chú ý vào những điểm tương đồng. Ở trong hai đoạn văn này, thì nhân vật Tần Ú đều được khắc họa với vẻ đẹp gan góc và mạnh mẽ. Nhà văn đều đặt nhân vật trong tình huống căng thẳng, dữ dội để làm nổi bật số phận bi thương và tính cách anh hùng của nhân vật, xây dựng nhân vật giàu tính sử thi. Về điểm khác biệt, ở loại văn thứ nhất thì tác giả đã tập trung khắc họa vẻ đẹp đời thường của nhân vật, tập trung làm nổi bật cái tình yêu thương của người hùng Tần Ú đối với vợ con. Nhà văn đã khắc họa nhân vật thông qua hành động. Trong khi đó, ở đoạn văn số 2, thì nhà văn lại khắc họa vẻ đẹp bi tráng của nhân vật trong cái hoàn cảnh bị kẻ thù đốt cháy 10 đầu ngón tay. Và chủ yếu là khắc họa nhân vật thông qua nghệ thuật miêu tả nội tâm. Ở phần kết bài, thì các em chú ý khẳng định lại vấn đề cần nghị luận và rút ra những cảm nghĩ của bản thân mình. Khép lại bài học ngày hôm nay của chúng ta là phần giao bài tập về nhà. Các em hãy tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng kiến thức về tác phẩm này qua những bài tập mà cô giao. Bài tập số 1 là các em hãy lập giản ý chi tiết cho đề bài nêu trên. Bài tập số 2, với những phương pháp tự học mà cô vừa hướng dẫn các em hãy tự mình đọc tác phẩm Những đứa con trong gia đình của nhà văn Nguyễn Thi. Trong tiết học vừa qua, cô đã giúp các em hoàn thiện tác phẩm Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Các em hãy chờ đợi tiết học tiếp theo, Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Chúc các em học tốt. Thân ái, tạm biệt các em.